Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục khui hộp và lên sóng một đầu đi thang của hãng Pioneer. Dạ, thùng nhập nhật nha, rất đẹp nha. Pioneer mã là BL707, mẫu này là mẫu chạy tự động hoàn toàn nha, rất là đẹp nha. Là mã 49 nè, mã 49 là của Nhật Bản nha. Dạ, hạn mua của năm nay nha, 2024 nha. Hàng mình mua là mua nhập từ Nhật Bản về nha, chứ không thuộc hàng bãi hàng bờ nha. Cái này mình cũng có mở ra kiểm tra rồi, kiểm tra hàng bể vỡ thôi. Rồi giờ mình về là mình khui trực tiếp cho bạn coi luôn. Máy này chạy tự động hoàn toàn nha, rất đẹp nha. Các bạn, 50 gazin ở đây họ dán băng keo này để cố định nắp, rồi họ bọc cái xốp hơi. Băng keo này thì nó không dính keo, chứ băng keo trong là nó sẽ dính keo, đó là chùi sắp mặt luôn á. Họ cố định cũng rất là đẹp, nói chung là thân máy thì đẹp nha, không có chạy xước nha. Máy thì nó có bụi tí, chút nữa mình sẽ lau sạch sẽ rồi mới test cho bạn coi. Đó, nói chung là phía trước hai bên đều đẹp. Pioneer BL707, điện 100V 7W, có số series là 3993. Còn tem luôn. À, xung quanh máy rất đẹp. Đó, giờ mình mở ra luôn. Nó 50 gazin nha, Pioneer nha, không có bể vỡ trước sau, phía sau cũng vậy. Đó, bàn xoay cũng sáng đẹp nha, họ dán băng keo để giữ lại cái bàn xoay để đựng bung lên á, họ chèn nữa. Kim cần cũng rất đẹp nha. Chút nữa mình sẽ bóc băng keo ra, mình vệ sinh sơ qua rồi mình sẽ test máy cho bạn. Máy khá là đẹp. À, các bạn đợi mình xíu nha, mình sẽ vệ sinh máy rồi mình test. Rồi, mình đã lắp lên bàn rồi nha. Rồi mình có vệ sinh sơ máy rồi. À, máy rất đẹp nha các bạn. À, 50k zin theo máy. Zin Pioneer sáng đẹp, không nứt không bể. Có lau chùi nhẹ rồi, sạch bụi rồi. Sạch bụi rồi, không nứt không bể nha. Bên phía trước phía sau vậy. Đó. Máy rất đẹp nha. Mẫu này rất đẹp và rất sang nha. Máy chạy tự động hoàn toàn nha. Đó. Kim máng zin theo máy nha. Kim máng zin theo máy.
Cụm cần là cụm cần như là carbon nha, chống nhiễu nha. À, sáng đẹp long lanh. À, bàn xoay cũng sáng đẹp luôn. Mẫu này là chạy tự động hoàn toàn nha các bạn. Bây giờ mình test máy nha. Đây là khởi động nguồn. Đây lựa chọn 33 vòng với 45 vòng. Đây lựa chọn xoay đĩa. Đây là lặp lại. Đây nâng hạ tay cần. Đây start stop. Ở đây mình mở khóa tay cần bên đây. Mình riêng bấm start thôi. À, máy sẽ tự động chạy và sẽ tự khóa tốc độ khi đạt chuẩn. À, còn khi mà mình đang nghe, mình muốn di chuyển tập bài thì mình bấm nút nâng tay cần lên. Đó. Rồi mình di chuyển đi đâu tùy thích. À, hạ tay cần xuống.
khi hết điện máy sẽ tự trả tay cần về và tắt máy nha. Đó, khi mình khởi động thì mình bấm nút start, máy sẽ tự đưa tay cần vô và khóa tốc độ khi đạt chuẩn. Di chuyển bài thì mình bấm nâng hạ tay cần. Còn nếu như mà mình đang nghe mà mình muốn ngắt ngang á thì mình bấm stop cũng nút này. Đó, máy sẽ cũng tự trả tay cần về và tắt máy. Đó, máy hoạt động rất là êm ái nha, hoạt động hoàn hảo nha các bạn. Đó. Rồi, các bạn thích thì các bạn cứ alo mình hoặc là kết bạn Zalo. Yêu cầu mình gửi hình ảnh thì mình có hình ảnh chụp ngoài trời rất là rõ ràng chi tiết để gửi các bạn coi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video.